Đó. ok xin chào bố anh em đang xem ở bên uh, YouTube. Xin chào chào ba anh em. Hello mọi người nhá. Hôm nay uh, chúng ta sẽ uh, đi đến một cái clip uh, blend màu hành uh, ở trong camera 12.3 nhá. Thì hôm nay uh, mình sẽ hướng dẫn mọi người blend từ đầu đến cuối không hề dùng một cái preset nào. Uh, preset thì rất là nhiều nhưng mà mình muốn uh, mình muốn anh em à, à, chúng ta blend à, trực tiếp ở trên camera thì à, để mà anh em à, để mà chúng ta mà vào được camera thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người các cái bước cài đặt từ đầu đến cuối nhá bởi vì là khi mà chúng ta à, khi mà chúng ta có muốn update cái gì mới thì phải có người hướng dẫn cho chúng ta mới update được à, nếu mà một số anh em giỏi thì mình không nói nhưng một số anh em chưa biết, thì chúng ta chưa biết bắt đầu từ đâu cả Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sẽ update nhá à, Bởi vì nào mình mới gốt lại cái máy tính của mình à, Cho nên là mình cũng chưa có camera 12.3 Thì à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi à, à, cài đặt nhá Đầu tiên thì anh em vào cái kênh của mình này Cái like của mình mình cho ngay ở cái cái cái, cái, cái nô tả nhá Thì đây, trong cái phần download camera 12.3 này Anh em tích về cho mình một cái thì nó ra một cái uh, kênh của mình nữa, mình có một cái kênh nhỏ nhỏ nữa, anh em uh, đăng ký đốt giúp cường nhá. Và ở phần bên dưới mô tả này, anh em có thể nhìn thấy luôn đó là uh, cái link download. Mình không hề cho link quảng cáo hay link gì hết nhá. Thì anh em uh, vào đây và đây. Thì ở bên dưới này là có cái phần link tải cho nhà có update này. Thì uh, ở đây anh em uh, dùng Windows thì anh em kích vào cái dòng Win và anh em dùng Mac thì anh em click vào Mac này nhá. Và sau đó thì anh em click vào Uh, ok, xin chào Hồ Khánh Tường, xin chào 35 anh em và 8 anh em ở bên uh, đó Thì um, tùy vào những cái máy của anh em, anh em có cài cái IDM này thì anh em cài và để tải cho nhanh Còn không thì nó sẽ tải bằng cái trình duyệt tự động luôn Thì đây mình có IDM à, thì mình sẽ tải luôn trên uh, camera Rồi, uh, và đầu tiên thì anh em uh, phải tải cái camera 12.3 này về trước đã nhá. Đấy Hôm trước thì mình có update rồi nhưng mà máy của mình nó bị lang, bị giật quá Thế là mình uh, uh, tắt À, mình 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 cốt lại máy mình sẽ cài lại các cái phần mềm cho nó ngon lành mượt mà hơn à, mạng nhà mình thì cũng hơi cùi một tí có khoảng 60 trên một giây thôi à, xin chào bác lê tự vũ xin chào mọi người hello 41 anh em và 10 anh em em chào anh Tuấn lưu hello bác khang nguyễn à, anh em đợi mình một xíu còn 33 giây nữa là nó sẽ tải về máy nếu như anh em nó tải về rồi update rồi thì chúng ta có thể dùng thôi còn đây là mình hướng dẫn cho anh em từ đầu đến cuối để chúng ta update camera như bản cũ mình không nói nữa bản cũ thì anh em dùng nếu mà anh em thích bản cũ thì anh em có thể là uh, tải lại cái bản 12.2 hoặc là 12.0 ấy anh em tải update lại thì nó sẽ lại quay trở về bản cũ đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các anh em mà đang uh, dùng Photoshop uh, kể cả Lightroom thì uh, mình lại không dùng Lightroom uh, Lightroom thì khá là lâu rồi mình không có dùng Lightroom uh, em chào anh uh, em chào anh đạt xin chào anh uh, Trung Quốc anh Hello 11 người Rồi nha mọi người à, Và việc đầu tiên chúng ta phải update đó chính là chúng ta sẽ Đến cái thư mục mà chúng ta vừa mới tải về Thì đây mình có cái camera 12.3 Đó Nếu mà anh em chưa biết ở đâu thì anh em vẫn cứ phải Anh em có thể ấn vào phần download này à, Thì Ở trong cái phần download này ấy, Thì anh em nếu mà bình thường mà tải bằng cái trình duyệt thì nó sẽ có cái phần ở đây Ở đây thì mình tải bằng cái IDM cho nên là nó có cái phần program đây rồi, và chúng ta sẽ install cái đây, Anh em sẽ chọn run uh, as administrator thì anh em uh, cấp quyền cho nó chạy cho nó ngon. Hello bác Titan Hòa, xin chào uh, bác uh, Vũ Dũng. Hello Bùi Đức Hữu. Em chào anh Nguyễn Võ Hải Hoa. Rồi, uh, anh em install rồi cho mình, cứ click thôi là nó chạy thôi, không cần uh, phải làm gì khác. Cứ để đợi một xíu là nó update xong. Rồi, sau khi đợi nó update thì mình sẽ đi uh, đến một cái bộ stock mà mình mới tải về. Để hôm nay chúng ta sẽ blend như cái tiêu đề mà mình có uh, ghi trên livestream đó là hôm nay hướng dẫn anh em uh, uh, blend màu hạt. Thì hôm nay mình có một cái stock của bạn uh, Mark Hoa Kỳ uh, Cảm ơn đến bạn uh, uh, ART Quý Bắp, Facebook của bạn ấy là như vậy, mình cũng chẳng biết thiết thật của bạn ấy là gì luôn Thì đây là stock của bác uh, Mark Hoa Kỳ uh, Stock này là stock của một file À, mình cũng không biết là file Nikon hay Canon nữa chắc là file của Li đúng rồi file của Li Nikon à, uh, file đôi uh, NAF vâng ok bác Hoàng Sơn hello bác Nga. Uh, nhân Tera. xin chào ba uh, bảy anh em uh, rồi ok và bây giờ thì nó đã cài đặt xong update camera xong rồi nha thì uh, mọi người sẽ Chọn uh, vài tấm, ở đây thì mình sẽ lọc cái file JPEG ra uh, Thì anh em chọn vào phần size cho mình Thì cái file JPEG mình sẽ đen nó đi Mình chỉ giữ lại cái file uh, RAW thôi đó Và bây giờ việc của chúng ta đó là khởi động Photoshop Xin chào Thái Mèo, hello, em chào anh Nguyễn Trung Hello 11 anh em uh, File RAW không được đâu bạn Kha Nguyễn ạ Cái file RAW thì uh, thường thường thì pharo nó sẽ bị một là nó bị nhạt màu hơn, hai là nhìn màu nó nó sẽ bị sáng hơn một xíu so với cái file gốc mà chúng ta chụp ở trên uh, điện thoại hoặc là màu ở à, trên máy ảnh, hoặc là màu nó xỉn. Hello bác Nguyễn Sơn, xin chào mọi người. Hello Trần Tuấn. Rồi nhá. À, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ kéo vào đây, anh em thả vào trong Photoshop cho mình. Hello Quốc Nguyễn, xin chào 39 anh em, hello 12 anh người. Ờ à, từ bây giờ mình sẽ tập trung vào cái kênh uh, cửa TV của mình này anh em đừng quên sắp kênh ủng hộ mình nha. Rồi, việc đầu tiên mở ra thì cái camera 12.3 này nó sẽ uh, có cái thay đổi này. Ở đây á thì buổi um, hôm trước mình có làm một cái clip rồi. Thì mình có vẫn còn thiếu sót, hôm nay mình sẽ bổ sung thêm cho anh em đó là cái giao diện khi mà chúng ta muốn thay đổi hoặc là không muốn thay đổi. Đây là một cái rất là hay. Uh, mình mới uh, hôm qua mình kia mình có mới có cài trên con máy của mình đang xem này nhưng mà mình cài trên Mark đó. Thì đây nó có hai cái giao diện anh em có thể chọn giao diện cũ hoặc giao diện mới thì tùy tâm mọi người. Nếu như anh em muốn giữ lại những cái cũ thì Adopt nó rất là thông minh. Uh, một số anh em thì bảo là uh, thay đổi nhiều quá mình không quen nhưng thực ra thì cái camera 12.3 này nó vẫn có một cái cũ dành cho anh em đó là anh em có thể tích sang cái giao diện bên uh, tay phải nhưng mà bản thân mình thì mình thích mình muốn update muốn tìm hiểu những cái mới cho nên là mình chọn cái bên trái anh em nào mà không quen với những cái bản mới quá anh em có thể tích vào bên này nha rồi ok bây giờ mình vẫn chọn cái mới rồi sau đó thì chúng ta sẽ ấn ok xin chào 48 anh em rồi uh, giao diện uh, mới của camera thì nếu như anh em đã đã xem một cái bài like với một cái buổi mà một cái clip của mình trên kênh thì uh, anh em biết rồi đó uh, còn hôm nay thì mình mới có, vừa mới uh, chọn lại cái giao diện đó cho anh em coi Thì cái giao diện mới của camera thì uh, nó cũng giống như cái Zoom thôi Anh em đã dùng Zoom rồi thì chắc là không còn lạ lẫm gì với cái camera này nữa Hello bin photo Xin chào 47 anh em Đây, cái giao diện mới thì uh, cái camera này nó sẽ vứt hết ảnh xuống dưới như thế này Và thay vì đợt trước thì chúng ta có những cái uh, ảnh ở bên trên này Thì nó sẽ chiếm mất một phần không gian của cái màn hình chúng ta Đâm ra là nó sẽ không còn đẹp và bây giờ mình thích cái 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 cái, cái giao diện này nó chuẩn hơn và nó vuông cảm giác cái màn hình nó dài ra hơn một xíu nữa. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi blend nhá. Hôm nay uh, mình sẽ hướng dẫn mọi người blend cái màu Hàn Quốc thôi. Uh, nếu mà anh em mà chụp ảnh kiểu tin tin xì tin xì khói như thế này ấy, thì uh, chúng ta sẽ blend cái màu Hàn Quốc Hàn sẻ nó rất là hợp lý. Rồi, thì uh, uh, đây mình sẽ chọn một cái tấm nào mà <laughs> bớt dính người đi. Bởi vì là uh, Uh, bạn này bạn đã chụp ở cái chỗ này nhiều background sau nhiều người bạn Hello Trần Công Quang Xin chào 51 anh em và 17 anh em đang xem Hello bác Văn Định rồi nha Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái việc đầu tiên đó là anh em phải uh, cân bằng lại những cái phần vùng sáng vùng tối cái ảnh Hàn Quốc ở đây anh em chú ý cho mình là cái xu hướng ảnh Hàn Quốc ấy là uh, cái vùng sáng nó phẳng có nghĩa là vùng sáng vùng tối nó đều như nhau nó trên nó không trên nhau quá nhiều vùng sáng không gắt và vùng tối cũng không gắt thì nó nó sẽ đi ngược với cái xu hướng của HDR một chút xíu. HDR thì nó gắt, vùng sáng vùng tối nó rất là gắt nhưng mà cái này thì nó lại đi ngược lại. Đấy, vị trí như thế cho nên là ở đây anh em sẽ giảm cái exposure xuống cho mình một chút xíu. Ở đây thì mình dùng uh, mình sẽ giảm khoảng tầm 0.40, 0.45 gì đó đi. Đó. Rồi nha à, Đầu tiên thì anh em nhìn thấy tông da, tông da của bạn này như này là ok rồi này. Đó. Sau đó thì anh em sẽ giảm về mình một chút xíu contrast đi nữa. Contrast thì mình sẽ giảm khoảng 30. Đó. Đấy. Thì giúp cho cảnh của chúng ta sẽ mềm hơn, mềm mềm đi xíu. Rồi và đến nữa cái phần highlight Thì anh em cứ dê hết cho mình Mắc lên và kéo hết xuống Ở đây thì mình sẽ để khoảng tầm 65 60-65 gì đó đi Ok Rồi nha Rồi xong đó thì anh em để cái shadow lên cho mình Bởi vì là cái phần Cái ảnh ở chúng ta ảnh xuống Hàn Quốc ấy Thì nó sẽ Shadow nó sẽ bị Không bị chết quá Và cái phần tuồng tối tổ đây nó Nhìn nó đều Rồi Và white White thì anh em giảm một xíu thôi White anh em giảm cho mình khoảng 20-21 gì đó anh cường i love you. <laughs> anh Vinh mua dầu ăn đi anh ơi. Ok nhá, và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển đến phần black. À, phần black thì anh em uh, uh, cứ kéo thử à, nếu mà anh em thấy cái ảnh của chúng ta nó hợp lý thì anh em dừng lại. Ở à đây thì mình sẽ trừ đi khoảng 10. À, rồi, à, và phần tích tua, tích tua là cái gì? Tích tua nó chính là cái phần tiết của cái tấm hình của chúng ta. Anh em kéo lên nó gắt và trừ đi thì nó mở thì uh, có một số anh em hỏi mình là cái cách làm mịn ở trong Nairu hoặc Camero thì như thế nào thì nó chính là cái cách tua này nhá và anh em uh, cân bằng sáng tối ở trên cái uh, ảnh của chúng ta cách tua đây thì mình sẽ để không mình không có không có sử dụng tới nó và cái phần uh, clarity đây này mình sẽ trừ đi khoảng uh, 15 hoặc là 20 tùy tâm mọi người mỗi anh em thích có một kiểu ở đây mình trừ đi khoảng 20 để cho nó ra cái tông màu nhìn nó mềm mềm chút xíu đó uh, cái đi hết cái đi hết ở dưới này nó chính là cái phần phủ của ảnh một số anh em thì thích phủ kiểu nó phủ như vậy một số anh em thì thích trong thì anh em nếu mà thích phủ thì anh em kéo hết kéo xuống Đã. như này không như này như này xong rồi ảo rồi à. còn cái phần đấy hết này mình sẽ chỉ để để khoảng trừ ba hoặc trừ hai thôi tại vì là à, mình không thích nó mù quá nhiều rồi tiếp đến là phần Vbrand về phần saturation à, cái giao diện mới của cái camera 12.3 này nó cũng khá là hoạt hình à, rất là màu mè và rất là dễ hiểu à, cái phần Vbrand đây thì mình sẽ lên uh, khoảng uh, 50 gì đó, 55 45 50 gì đó. Thì uh, tùy vào cái tới mình mà cái này uh, một số anh em thì hay uh, gọi cách khác đó là giúp cho tới mình chúng ta nó bị uh, không bị thiếu màu. À, thì uh, mình sẽ cộng free lên và mình trừ saturation đi. Saturation đây thì mình sẽ trừ đi khoảng 7 uh, 15 16 gì đó đi, hoặc là 20 gì đó đi. Đấy. À, chúng ta chỉ cần kéo đến bước này thôi là chúng ta đã ra được cái màu gần như là màu hàn quốc rồi nhá Đấy, anh em có thể thấy luôn là cái ảnh của chúng ta rất là dịu rất là dễ chịu và nó rất là là, là, là là đã nó không có bị gắt như lúc đầu nữa rồi à, và bây giờ thì à, chúng ta sẽ chuyển sang chuyển sang cái tab cơ cái tab cơ đây thì hello hoàng kim diện hello trần công quang hello à, bác lê hoàn xin chào anh em Đó thì uh, chuyển sang cái tab cơ đây nhá. Cái tab cơ này thì nó có một cái điểm hay đó là anh em có thể chỉnh vùng sáng vùng tối đây rất là hay, rất là nhanh. Thì uh, anh em uh, kéo phần highlight, với phần uh, phần highlight, với phần highlight hoặc là anh em ấy, anh em là mà dùng cái cũ thì nó sẽ có cái phần hình có cái dấu dưới này. Còn đấy là ở phần trên thì anh em chuyển vào cái click cái uh, edit uh, cái edit uh, uh, cơ, anh em tích vào đây cho mình một cái. Thì chúng ta sẽ có thể kéo này, đẩy vùng uh, sáng xuống và đẩy vùng tối lên để cho cái tấm hình chúng ta làm sao mà nhìn cho nó nhìn nó dễ nhìn một xíu. Ở đây thì mình đẩy cái vùng uh, vùng highlight xuống một chút xíu thôi, mình không có đẩy quá nhiều. Để cho tấm hình chúng ta nó uh, giữ lại được cái chi tiết của vùng sáng và vùng tối nó ok. Rồi, uh, và bây giờ thì mình sẽ kéo phần highlight lên một chút xíu bởi vì highlight mình chưa đi nhiều. Thì đây mình để chưa đi khoảng 50 thôi. Rồi, và đến uh, tiếp theo nữa là phần đi thô. Đi thô là cái phần mà chi tiết của tấm hình ấy thì ở đây mình sẽ cộng lên một chút xíu sắp ninh khoảng 50 Đó. anh em có thể đánh số luôn rồi và cái phần uh, mũi tên chỉ xuống thì anh em uh, kéo cái phần đi lên xíu nữa đi với phần radius uh, radius thì anh em có thể kéo lên cho mình khoảng 1.5 thì đó đi đó và phần đi thôi thì anh em để cho mình khoảng uh, 35 đó. ok uh, phần no reduction và cái phần color reduction à cái color reduction này hôm trước mình cũng có nói rồi đó, nó là cái độ uh, nó mịn của màu, độ mịn của màu. Thì uh, anh em trừ hết nó đi thì anh em sẽ thấy cái hạt màu nó rất là nổi bật. Còn anh em mà cộng lên, nó lên thì cái hạt màu nó rất là mịn nó không còn bị nổi bật cái màu hạt màu nữa. Nhưng mà ở đây thì mình không có uh, giữ mình ở đây thì cái này nó không có gì hết thì ở đây mình sẽ để nguyên cái màu của mình nó như vậy. Rồi, à, cái hạt màu mình cũng không có trừ đi và cái phần noise reduction thì cũng không có trừ gì hết. Rồi hello mai anh xuân. À, giờ bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến cái phần color mixer. À, color mixer ở đây thì um, nó có ba cái tab vẫn giống như các cái phiên bản trước thôi, không có gì khác biệt cả. Thì ở đây cái phần huê, huê với phần uh, saturation. Ở đây thì mình chẳng muốn chuyển đổi màu gì cả, mình cứ để nguyên như vậy và mình sẽ chỉ trừ cái màu green đi một xíu thôi để cho nó ra cái màu nhẹ nhẹ. À, cái gần phần green này, cái phần green thì nó sẽ trừ đi một chút xíu thôi, cả phần aqua nữa. Thì uh, trong cái phần uh, Uh, green phần aqua đây thì nó sẽ có hai cái màu chủ đạo đó là phần green thì nó sẽ có màu xanh của lá anh em cộng lên và trừ đi thì anh em cứ trừ đi. mình tới khi nào mà anh em cảm thấy nó tới tầm thì thôi không không có trừ nữa đó rồi uh, và phần aqua aqua thì nó cũng không có nhiều gần như là ít rất là ít màu aqua đây nó chỉ có một xíu màu phần màu blue phần mà màu blue chính là cái váy của cái bạn này đây anh em thể trừ đi thì phần blue nó ở ngay trên cái áo này nếu như anh em muốn đổi màu thì anh em có thể chuyển sang cái tab hơi đó, và muốn uh, uh, cộng trừ thì anh em phần uh, saturation. Rồi và phần luminion thì nó chính là cái phần làm sáng màu. Hello sân trọng, xin chào à. 48 anh em ở bên uh, Facebook. Rồi, uh, cái phần uh, cái phần uh, luminion này thì nó chính là cái phần làm sáng hoặc tối màu. Đây mình tăng sáng lên một chút xíu. Tăng sáng lên một xíu. Rồi. Uh, bây giờ thì tấm hình của ta nó hơi nhạt đúng không nha? Nhạt đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái calibration cái tab cuối cùng nó vẫn giống như các cái camera khác thôi nó vẫn rất là quen thuộc à, thực chẳng qua là anh em thấy anh em có thể là anh em chưa dùng cái 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 camera nhiều cho nên là anh em cảm thấy nó khó chứ còn ở đây thì mình thấy nó bình thường không có gì khó cả hello mạnh hùng hello thao trịnh à, ở đây thì mình sẽ à, cộng cái tab blue primary, à, anh em cộng lên cho mình xíu khoảng 50 mươi. À. 50 hoặc là 25, từ 25 cho đến 50 nha. Anh em thấy cái khi nào mà thấy tấm hình người ta nó vừa màu thì anh em giữ lại. Đây mình sẽ cộng 40 được rồi. À, anh em muốn chuyển sang màu cam thì anh em dê sang bên trái. À dê sang bên phải. Cam xanh, còn nếu mà anh em muốn chuyển sang đỏ, tông đỏ hồng thì anh em kéo sang bên trái cho mình. Nó sẽ ra màu màu tông ra. Thì uh, cái phần uh, calibration đây thì nó sẽ giúp cho anh em uh, chuyển đổi tông màu tất cả một tấm hình luôn. Đó. Đây thì mình sẽ trừ 10 một xíu. Và cái phần hơi uh, saturation à uh, cái phần green Uh, phần Blue, phần Green, phần Red Nó có ba cái tông màu chủ, uh, chủ đạo ở đây Thì uh, anh em có thể chuyển đổi màu Ở đây thì nó Cái này nó do mỗi mắt của mỗi người thôi uh, Anh em thích uh, nó ám gì thì anh em kéo sang bên đó Thì ở đây mình uh, Anh em kéo màu xanh sang bên trái Thì nó sẽ chuyển sang màu vàng cam Kéo màu xanh sang bên phải Thì nó sẽ chuyển sang màu hồng Thì tùy từng uh, mỗi người, mỗi mắt uh, Anh em uh, thích cái màu gì thôi Ở đây mình thích màu cam Thì mình sẽ trừ đi khoảng 10 Hello Hello tị Xin chào Hùng Phạm Hello uh, bác Hồng Quân uh, Ok Thank you uh, Rồi uh, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ để cái phần uh, Đây cái phần Blue với phần Green ở đây Thì anh em uh, có cái phần Red uh, Red thì anh em uh, có thể đổi Chuyển đổi đi Anh em thích đỏ đun thì anh em uh, nuôi sang bên uh, uh, Bên trái còn nếu mà thích màu đỏ cam thì anh em nuôi sang phải Và cái saturation đây thì anh em có thể trừ đi hoặc cộng lên thì tùy vào từng tấm hình anh em. Ở đây thì mình mình thích cái tấm hình của mình nó mềm mềm một xíu thì mình sẽ chờ cái saturation này đi khoảng 10. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển lên cái phần uh, uh, saturation. Hai cái này nó liên, hợp, liên kết với nhau rất là chặt chẽ nha anh em. Anh em có thể là cộng phần dưới và trừ phần trên đi. Đấy để giúp cho tấm hình của ta nó đủ màu. Và anh em trừ đi thì sẽ đây. Ở đây thì mình sẽ trừ cái orange này đi. Cái orange ở đây thì mình sẽ trừ đi xíu xíu để cho cái tấm hình của ta nó nhẹ nhẹ đi. À cái phần rơi đâu. À, màu vàng ở đây thì, uh, thì anh em có thể trừ hết thử một cái coi. Nếu như anh em mà không nhìn thấy màu thì anh em có thể trừ hết đi. Sau đó anh em cộng lại thấy vừa mắt thì thôi. Rồi, ok, đây mình sẽ cũng trừ 5 hoặc 10. 10, ok. Rồi bây giờ chuyển phần uh, speed tuning. Uh, Speed Tuning đó là, uh, như hôm trước có một cái clip mình cũng đã nói rồi. Mình mong chờ ở uh, uh, Adobe một cái uh, update nữa. Đó chính là nó giống như cái cái Google Filter đây này, này. Mình muốn cái, uh, cái 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 giao diện nó giống như cái giao diện ở trên iRumo Mobile nhưng mà vẫn chưa được update. Mình hy vọng là bản sau thì là đó sẽ update uh, cái hạng uh, Adobe người ta sẽ update cho anh em ở cái phần Speed Tuning như này. Mình muốn cái phần này nó to ra nữa, nó dài hơn nữa. kể cả chiếm không gian ở bên dưới này cũng được. Nhưng mà cái phần này nó vẫn hơi là khó nhìn. Ở đây thì mình sẽ ám vùng trắng Nó sang xanh một chút xíu Để cho tâm hình chúng ta nó mát mát một chút xíu Ở đây thì mình sẽ để khoảng 215 215 215 cho đến 220 thì đó tùy tâm Mỗi một à, anh em thì sẽ có thích Có ám riêng của mình à, Phần à, ám xanh như vậy Và cái phần à, sơ thì mình sẽ ám vàng một chút xíu Để cho nó ấm ấm hình một xíu lên đây. đây thì mình sẽ để 50 Và mình sẽ cộng khoảng 4 hoặc 5 rồi, à, và bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy cái nhiệt màu cao lên một xíu nữa Anh em đẩy cái phần nhiệt màu lên cho mình khoảng à, tầm à, 4.000 Đúng đấy, đa bằng 4 tám đúng không? Mình để 5 nghìn, 5 nghìn. đó, ok Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp cái phần à, Anh em cứ cân đối làm sao cho cái tấm hình chúng ta nó à, Tấm hình chúng ta nó vừa phải là ok Sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái phần Speed Tuning này Anh em thích hồng thì anh em có thể kéo lên cho mình khoảng à, 230 gì đó đi Đó, thì nó sẽ ra màu hồng rồi phần tiếp theo đó là nó phần optic phần optic thì à, phần optic thì anh em tích vào hai cái dấu tích này cho mình để nó chữa lỗi cho cái ống kính nhá thì nó sẽ có hai cái mục đó là cái phần menu với phần profile profile thì anh em tích vào cái hai dấu tích này cho mình để nó sửa lỗi cho cái ống kính này nhá thì đây là cái ống kính 85 851.8g Có bạn bạn gì mình quên mất tên rồi à, À, đâu nhỉ mình sẽ đọc lại tên đoạn đấy Mạc họa kỳ anh em ạ. Đây, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần menu. Ở à, cái menu này nó có tác dụng là giúp cho chúng ta bo đen tấm hình lại, giúp cho tấm hình nó sâu lại. Anh em ạ. Đây này cái phần bên dưới này nó có cái phần cái phần vinex này. Đã, nó sẽ chia, bây giờ nó sẽ nó sẽ tóm gọn lại cho anh em nhé. Đây, phần vinex đây. Thì anh em uh, kéo sao cho nó dễ chịu một xíu Ví dụ như cái này mình muốn đậm hơn một xíu thì anh em kéo này. Hay phần này hai phần mít tone, phần mít thì anh em có thể là uh, để hết cỡ đi để cho nó đen hết vòng quanh lại uh, thì cái này nó cũng là một phần thôi uh, chúng ta sẽ chuyển đến cái Tab mà uh, uh, cái Tab tiếp theo nữa đó là cái Tab mà uh, uh, cái không phải cái Tab này Tab Effect, Tab Effect này anh em muốn đen anh em kéo cái phần Vignetting này xuống đây cái phần Venetian này nhà, nhà, kéo xuống anh em kéo ấy. Nó đen xì luôn. Hoặc kéo hết nó đậm, nó đậm. Thì cái tấm mình này sẽ giúp cho, à, cái phần này nó sẽ giúp cho cái tấm mình chúng ta nó sâu hơn xuống nữa để cho tấm mình chúng ta nó có cái chiều sâu hơn và lổi bật cái phần chủ thể này, này. Đó. Rồi. Còn cái phần uh, cân bằng uh, đường chân trời thì cái này không có chân trời cho nên là chúng ta không phải cân bằng. Đó. Rồi. Uh, bây giờ thì anh em sẽ quay trở lại với cái tab đầu tiên đó là à, đúng rồi cái tab saturation về cái tab hơi thì à, cái vibrant về cái hơi cái vibrant về cái saturation thì uh, cái hưu bạn bạn gì bạn cứ vừa mới nhắc mình ạ thì cái này anh em có thể cộng cộng lên cộng trừ lên cái anh anh em cộng khi nào mà thấy nó uh, đủ màu sau đó thì anh em trừ cái saturation đi này uh, cái này nó có hai cái yếu tố hài hòa với nhau thì uh, anh em cộng lên nhiều thì anh em trừ đi anh em cảm thấy khi nào mà tới mình chúng ta nó nó đạt được cái ngưỡng anh em thấy nó đẹp anh em dừng lại ở đây đó thì đây mình sẽ cộng 50 trừ 30 à, Và tiếp theo nữa đó là cái phần ám màu Cái phần ám màu là cái phần uh, Speed Tuning uh, Cái phần uh, Speed Tuning thì, uh, thì Thì anh em có thể kéo mạnh lên à, Thì ở đây mình sẽ Để cho nó hơi hơi uh, Kiểu hơi xanh xanh blue đi một chút xíu Nhưng mà cái phần uh, saturation đây Mình để khoảng 10 hoặc 15 thôi à, Để cho tấm hình là nó Đây 220 Ok và cái phần ba lăng ở đây cái phần cân bằng thì anh em thích kiểu vàng anh em kéo ra bên trái mà thích hồng tím mới sao bên phải ở đây mình trừ đi khoảng 10 15 gì đó đó ok rồi xong nha à, thì uh, cái phần sau đâu sau đâu thì là cái phần tối này anh em thích ám gì ám chúng ta sẽ cộng hay trừ đi để anh em thích ám kiểu như thế nào cũng được ở đây chúng ta sẽ trừ làm đó, ok rồi bây giờ chúng ta sẽ coi lại before và after nha thì uh, Tấm hình chúng ta sẽ yếu tố màu vàng này sẽ không còn và màu xanh đây sẽ không còn nữa bản thân mình thì uh, mình thích cái màu nó như vậy nhẹ nhàng như vậy thôi sau đó thì chúng ta sẽ uh, đồng bộ tất cả các cái hình với nhau thì uh, để đồng bộ được tất cả hình với nhau thì anh em tích vào đây cho mình một cái và anh em ấn ctrl a hoặc comment a ở trên bàn phím và sau đó thì anh em ấn an s hoặc là option s để chúng ta sẽ đồng bộ hoặc là đây này ở phần bên dưới đây nó có cái mũi tên này thì anh em có thể đồng bộ luôn ở à, đâu đây là phần xây Cái đồng bộ thì anh em ấn vào cái phần này, này. Cái này. ở đây này nó có phần xin này AS à, cái phần settings nó thì anh em đồng bộ tất cả các hình với nhau ở đây thì nó sẽ ra một cái màu chúng ta rất là dễ nhìn nó không quá gắt không quá là đỏ không bị gì hết nói chung là cái tông màu này thì kéo cho mấy bạn tin tin thì rất là ok và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nữa đó chính là cái phần là anh em đi editor bằng photoshop để chúng ta sẽ dùng các cái phần mềm chạy bị hoặc là anh em không cần dùng sẽ bị cũng được cái đấy chúng ta À, xuất nó sang một file JPEG hoặc là file uh, DNG để ta có thể chỉ sửa tiếp Rồi, à, bây giờ thì mình sẽ kiếm một tấm uh, mình sẽ uh, bỏ vào Photoshop để mình chỉnh à, Có một số anh em thì bảo là anh như làm sao để cho ảnh nó ám hồng nó đẹp hơn, hồng đẹp hơn thì uh, chúng ta có thể chỉnh tiếp bằng các cái công cụ hoặc là các cái bộ lọc ở trong cái Photoshop nhá à, một cái như kiểu là Color Balance hoặc là cái Saturation hoặc là cái select uh, color đấy nói chung là mấy cái đó thì rất là ok thì mình sẽ chỉnh tiếp mình sẽ dẫn anh em chỉnh tiếp màu hồng ở bên trong nhá rồi chúng ta sẽ open ra mình sẽ open đại một tấm nào đó đi tấm này nhá rồi ok uh, có một số anh em yêu cầu và anh ơi chỉnh màu hồng đấy thì uh, như tấm hình như này thì nó thật ra thì cũng không phải là bị uh, sai cái gì cả. Nó rất là ok. Thì như này chúng ta chỉ việc nhặt mụn và chúng ta sẽ chạy mịn là xong thôi. Những cái kiểu hình tiên tiên như này thì mình gần như là mình ít khi sử dụng cái gì uh, mình ít khi chỉnh cái gì lắm. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh uh, hướng dẫn anh em chỉnh sang màu hồng nhá. Ở đây thì mình sẽ chọn cái color balang ở đây này, cái phần uh, adjustment layout này. Adjustment layout thì chúng ta sẽ chuyển sang color balang. Ở đây nó có ba cái tông, đó là shadow, uh, mid tone và highlight thì uh, màu hồng ở đây thì nó sẽ bao gồm ba cái ba cái vùng khác nhau nhá. Uh, màu hồng ở đây thì nó sẽ có ba cái vùng, vùng sau đâu ờ uh, vùng tông và vùng highlight. Uh, anh em muốn ám vùng vào phần nào thôi. Ở đây thì mình ám vào highlight nhá. Highlight thì chính là cái những cái vùng sáng này, những cái chỗ mà màu trắng anh em nhìn được này. Rồi bây giờ mình sẽ ám highlight này. Uh, ám hồng thì anh em nhìn thấy rất là cái giao diện này nó rất là trực quan rồi, từ cái con photo từ cái CS3. À CS3 chưa có, nhưng là từ CS uh mình không nhớ nó sẽ mấy nữa nhưng mà cái giao diện mà trực quan như thế này thì, thì uh, rất là dễ nhìn rồi anh em có thể nhìn thấy màu magenta không ạ? Magenta mấy màu green đây này. Magenta đây thì nó sẽ uh, anh em trừ cho mình khoảng 8 hoặc là 10. tám tám chín 9 10 đó ạ Sau đó thì anh em uh, kéo sang cái blue. Cái yellow với cái blue thì anh em uh, uh, kéo cho mình một xíu, xíu đó, sang cái phần đây như này ra màu hồng luôn rồi này. anh em uh, có thể tích vào con mắt đây và anh em tắt đi đó thì uh, mỗi anh em thích một cái gu riêng mình thì uh, mình lại thích kiểu uh, nó đây mình trừ đi 9 trừ mười đây mặt mắt lên con bảy đã nó sang màu hồng luôn rồi đó một số anh em thích màu hồng còn mình thì uh, vẫn thích màu vàng như lúc đầu có thể là anh em sẽ dùng cái thêm hoặc là anh em dùng cái select color uh, đây color ba lăng đây thì cái này nó có hai mặt của nó chỉnh nó sẽ ám tất cả cái vùng khác thì uh, uh, anh em có thể dùng cái select color uh, select color thì mình cũng dùng luôn ở dưới này uh, select uh, select color làm đây uh, cái selectic color này thì mình nếu mà anh em muốn uh, muốn trừ vàng trừ gì đó đi thẳng hạn ở đây thì nó nó vẫn còn còn cái ba lăng color ba lăng đây thì uh, ở cái phần selected color đấy là ở phần à, rất mình nhá layout rất mình thì anh em chọn cái à, đây nó có mấy phần này nó có phần zillow này zillow thì anh em à, trừ đi cho mình xíu anh em trừ hết đi Đã, cộng lên trừ đi anh em có dây thử ở đây mà xem nó sẽ có cái thay đổi rất là đặc biệt rất là lớn ở đây thì ở đây chúng ta sẽ trừ đi khoảng 30 Uh, thanh trọng làm tốt nhá hello bác hưng mai xin chào nguyễn bảo lộc xin chào bác nguyễn minh đức hello thích đại hải ok ở đây thì uh, mình sẽ trừ bằng cái uh, selective color uh, tại vì là uh, cái phần này nó sẽ trừ nhẹ nhẹ hơn ở okay, cái color ba uh, cho nên là mình vẫn thích, mình sẽ quyết định là chọn cái uh, selective color ở đây để chúng ta uh, trừ làm sao cho nó, nó dễ chịu đi Đấy. rồi và bây giờ thì ta sẽ đi làm mịn thôi nói chung là đơn giản mình đang dùng cái 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 con máy mình chạy hacking tốt cho nên là cứ hay ấn nhầm vào phím cửa sổ mình sẽ khóa nó lên cái phím cửa sổ này vào rồi ok và bây giờ nó sẽ đi làm mịn ok Lê Huy em mọi uh, người chạy qua youtube chơi với mình cũng được uh, cái da của bạn này đẹp quá rồi không phải sửa gì nữa thôi. rồi bây giờ mình sẽ chạy bằng cái skin nhá anh em có skin finer chưa nhỉ đây Uh, Sự kiện thì uh, mình có xe cho anh em rồi nhỉ. Nhớ nó xe rồi mà. Uh, Adobe Premiere cho Mac hay Win nào bạn? Nếu mà Mac thì uh, tải trực tiếp chứ đừng có tải ở uh, các cái đường link khác vừa mất công mà không cài được. Còn Win thì inbox uh, mình mình uh, gửi lên cho hoặc là anh em có thể lên thẳng cái trang fanpage của mình cái tutorial, cái cường Tony tutorial Photoshop ấy anh em có thể lên đó xem. Cái Skinfinner này giúp cho chúng ta chạy công nghiệp rất là nhanh Khỏi phải làm mịn Anh em chỉ cần nhặt sơ sơ cho mình thôi Và bây giờ mình sẽ đi nhặt sơ sơ mụn nhá Đây mình sẽ đi nhặt sơ sơ mụn cho anh em Nhặt sơ sơ mụn Uh, chip Core i5 đầu 8 thì thực sự với anh em là nó cũng rất là mạnh nhưng mà nếu mà thời điểm này anh em mà mua thì khuyên anh em mua đầu 10 luôn đi. Tại vì là uh, i5 đầu 10 nó tận 6 x 12 luồng nó rất là mạnh. Đó là chính là cái con CPU Core i7 8700 đó nhưng mà cái nó sẽ giảm xung nhịp xuống thấp hơn mà cái bộ nhớ cách của nó cũng tận 12MB. Còn uh, cái con i5 uh, 8400 bộ nhớ cách của nó chỉ có 9MB thôi. Thì anh em nào mà đang có ý định mua uh, những cái PC ấy thì khuyên anh em nên mua những con PC nó còn mới ví dụ như những cái chip đời mới bây giờ đời 10 ấy, nó sẽ xịn hơn rất là nhiều rồi ok à, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi chạy mịn nhá thì thì để mà chạy mịn được đẹp hay không đẹp thì tùy tâm mọi người ở đây thì mình sẽ anh em có thể làm theo mình cũng được hoặc là không nên tự làm mình cũng được à, bây giờ mình sẽ di thêm một cái layout nữa và anh em mà dùng win thì anh em ấn vào phím alt và chọn uh, uh, skin rồi nha bây giờ thì chúng ta sẽ đi chạy mịn được tấm hình này thì anh em có thể chọn vào cái phần Admit preset này apply đây này anh em tích vào đây nha Tích vào cái đoạn uh, có cái mũi tên này thì anh em tích vào đây nó sẽ có là uh, auto này default này uh, skin này lighten này hai nine medium đây mình sẽ chọn medium thì nó sẽ chạy mịn cho chúng ta là 75 phần trăm thông thường thì nó chỉ là 60 phần 65 phần trăm thôi nó mịn quá thì anh em có thể tích vào cái phần fill này ở à, cái phần file này à, cái phần file này thì anh em giữ giảm đi trừ đi một xíu trừ cái này đi khoảng 10 đến 15 à, nó cũng tùy thôi mọi người Anh em mà quen Win thì thấy Win dễ hùng hơn Thì mua Win Còn nếu mà uh, Nếu mà thích sang chảnh Mà thích thương hiệu Thì mát Chứ còn mình so sánh thì nó khó lắm Mỗi người sẽ thích một bảng khác nhau ấy Cho nên là Tất cả mọi sự so sánh ở đây nó đều khập khiễng nha anh em Tất cả mọi sự so sánh đều khập khiễng Đó Thì nó ra cái mặt của bạn này rất là mịn đúng không anh em Mình sẽ Thêm một cái mặt lạ ở đây Và mình sẽ dùng cái Invert Mình sẽ Invert cái lớp mà, uh, Mặt lạ của bạn này đi và mình sẽ dùng cái brush ở đây thì màu đen thì mình sẽ đổi sang màu trắng rồi, xong ra, xong ra sẽ brush nếu như mà anh em mà chưa hài lòng với cái này thì anh em có thể dùng thêm panel đây mình vẫn thấy chưa hài lòng đến cái phần mềm với cái phần mềm này thì anh em dùng panel ở đây thì mình có cái học cái ảnh online Đấy, thì nó có cái này thì chắc anh em không còn lạ xa lạ nữa rồi à, cái phát ảnh tin thì chúng ta sẽ không có thời gian nhiều để anh em dùng có thể dùng panel hoặc là dùng chạy mịn à, theo cái dạng công nghiệp như thế này thì nó cũng rất là nhanh giúp cho anh em khá là nhiều à, thực ra thì cái tấm hình của bạn này thì có thể anh em có thể chạy bị thôi cũng được còn nếu như những tấm hình khác da nó khó hơn thì anh em có thể dùng thêm panel ở à, những cái da mà nó có lỗ chân lông hoặc là những cái da mà nó rất là khó thì anh em phải dùng panel để ta sẽ giải quyết được nó một cách triệt để còn da này thì không cần thiết da này thì anh em có thể uh, dùng uh, nguyên cái skin cũng được nhưng mà ở đây thì mình sẽ uh, thử dùng cái panel này xem là nó có tốt hơn không panel thì uh, ở đây anh em ấn chữ b sau đó thì anh em chọn cái Flow cho mình cái này máy win nó ra là nếu mà một cái cấu hình thì mình nghĩ là song song ấy thì mình nghĩ là anh em nên chọn một cái pc và chạy hết kinh tớt cũng được ở đây thì flow thì mình sẽ để từ 5 cho đến 15 nhé đây mình sẽ để 5 thôi bởi vì cái này ra của bạn này cũng rất là mềm à, như cái cây của mình bây giờ đang dùng thì cũng khá là ok mình dùng cái cây nó chỉ có vài triệu thôi vẫn dùng được mà đâu cần thiết là phải cây khủng đâu Máy win thì anh em chỉ cần dùng con 18 triệu như hôm trước mình build cho thằng khu em ấy. Cái con đó dùng là ok rồi. Mình cũng build máy tính cho anh em dùng nhá. Build máy tính bao cài đặt cho anh em từ A đến Z cân cả màu màn hình luôn cho mọi người luôn. Nếu mà anh em ở quanh quanh miền Bắc mình thì mình sẽ ship tận nơi cho anh em. Còn nếu mà anh em ở trong Nam thì mình sẽ gửi ship code cho anh em và gửi ship code đảm bảo cho anh em yên tâm luôn. Hôm nọ mình mới có giáp cho một ông anh một con PC À, cho nên là anh em cứ yên tâm chết rồi mất nay rồi à vẫn còn may quá anh em ở ngoài bắc thì mình sẽ ship xuống tận nơi cho anh em cũng được à, và anh em cứ yên tâm là mình cam kết là mình uh, giáp pc cho anh em ô chết rồi nó bị treo rồi giáp cho anh em pc là một trăm phần trăm là chính hãng luôn anh em mà phát hiện hàng nhái hay là hàng kém chất lượng mình đền một trăm phần trăm giá trị sản phẩm skin filter là gì ạ? tự nhiên chui ra skin là cái gì thì bạn xem kênh youtube của mình nha mình xe lâu lắm rồi mà bạn không xem à nó có thay đổi nha bạn à, cái học em ảnh online này thì nó sẽ giúp cho da nó đều hơn mịn hơn thôi thì uh, chắc là anh em nào mà đã xem những cái clip của mình rồi thì chắc chắn là không còn đạ gì nữa rồi à, đây nó sẽ giúp cho cái phần da nó đều hơn nó mịn hơn thật ra là rất là mềm rất là ít thôi thì chính vì thế cho nên là da chúng ta nó mới tự nhiên nó mới đẹp Chứ còn nếu mà nó mạnh quá thì cũng không có đẹp Đó, ok Mình chỉ cần làm mịn như vậy thôi Sau đó thì chúng ta sẽ uh, Ctrl Alt E Để chúng ta tạo một Cloud nữa Và lần này thì anh em sẽ đi nắn sửa khung hình cho mình nhá Anh em ấn Ctrl Shift X Tầm này bây giờ mua máy thì anh em chỉ cần chi ra khoảng 20 củ là chúng ta có đầy đủ luôn rồi Có màn hình này uh, Cạc hình rời này Đấy, uh, i5 uh, i5 đầu 9 à đầu 10 luôn y nằm 10.000 tư luôn. Ờ à, đây cái phần trong cái phần face face aware liquify, like like file để anh em mà có thể chỉnh uh, Smell cười tươi ờ uh, các anh em có thể thấy là cái cảm xúc nó sẽ tăng hoặc là nó tụt. Thì cái này uh, anh em thích đã tăng hơn xíu thì ấn vào đây. Đó, đẩy lên. À, cái phần up nít thì là cái phần môi trên Đại, môi trên và phần lao lip thì là môi dưới thì thích to thì anh em kéo xuống hết cỡ còn thích nhỏ thì anh em kéo lên ở đây mình thích nhỏ xíu kéo lên Đại, phần mau mau biết thì anh em to nhỏ phần miệng thì ở đây mình cộng khoảng 10 ok phần to cười to cười nhỏ thì chúng ta có thể cho nhỏ đây cho to đây được thì à, ở trong cái này à, nó cũng rất là tuyệt vời nói chung là thế hệ 4.0 rồi thì cái uh, AI nó có rất là lâu đời rồi đây là phần chán này đây. đây là phần khuôn mặt nha chán này chán dài quá thì kéo xuống nhà ngắn quá thì kéo lên đó phần này là phần cầm 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 hơi ngắn thì đẩy xuống đây mình sẽ đẩy xuống xíu đây còn đây là phần to nhỏ khuôn mặt đó. ở đây nếu mà anh em mà không biết chỉnh là nó sẽ bị cái khuôn mặt chúng ta sẽ bị biến dạng lại đó rồi ok đây mình trừ khoảng 25 là ok cái này cũng vậy rồi sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh tiếp cho nhỏ cái bút à, cho nhỏ cái cái cọ nó có xíu mà đẩy nhỏ lại đó rồi ok xong đó anh em có thể xem lại khuôn mặt này thì nó chỉ giúp cho khuôn mặt chúng ta nó nhỏ lại xíu nữa và gọn càng hơn xíu thôi Và không bị biến dạng quá là nhiều Còn nếu mà anh em không thích thì anh em có thể chỉ chỉnh mỗi cái phần mắt với mũi thôi là được Rồi bây giờ thì nhiều rác quá Chúng ta sẽ uh, 6D Ổn chứ bạn ơi Nếu mà bạn chỉ chụp không thì rất là ổn Rồi, Bây giờ chúng ta sẽ đi vệ sinh hết những cái người phía sau nhé anh em uh, cắt vứt đi cho mình Nếu như là mình đi chụp thì mình sẽ cắt đến tận đoạn này luôn Cắt tứt luôn mấy ông bà già đằng sau đi Thì Để mà giúp cho Anh có nhận học viên đào tạo Photoshop không ạ Mình có mà Hello bác Khánh Đinh Hello bác thân DVT Để mà chúng ta nhặt sạch được những cái Hậu kỳ ở phía sau này đi Thì anh em dùng cái Cloud Stamp Tool Cloud Stamp Tool này Thì chúng ta sẽ để cái phần Flow này 100 Opacity 100 và anh em xóa đi xóa xóa sạch nhé xóa sạch à, chúng ta sẽ xóa đi và giữ lại cho mình cái phần tóc này nha thì nó mình sẽ xóa sau đây anh em giữ option an option an ở trên uh, windows option ở trên mac Là chúng ta sẽ xóa sạch cái phần những cái người bắt chờ ra phía sau nào đi đó, như vậy là gần như là chúng ta đã giải quyết được tấm mình Nó đẹp hơn rồi, gọn gàng, sạch sẽ hơn Mượt hơn Rồi, bây giờ còn cái phần này này Đây mới là phần khoai sắn này Chỗ này thì anh em uh, uh, Có thể là Cứ làm từ từ thôi Làm từ từ Thì đến chỗ này à, Anh em cứ làm từ từ uh, Nói chung là Nếu mà anh em là mới Chưa làm được thì cứ làm từ từ Dần dần rồi sẽ làm được À, cái phần tóc tai đây thì có thể là chúng ta có thể là để bớt bớt đi một xíu cũng được không cần thiết là phải nô xù quá còn nếu như mà anh em nào khó tính quá thì thôi kệ cái để tự nhiên còn mình thì mình vẫn à, anh em nào mà không cần thiết thì anh em có thể tự nhiên còn mình thì mình kỹ hơn một xíu thì mình sẽ nhặt sạch sẽ những cái phần mặt mũi này đi tóc tai đi. chạy được hết bác ạ hello Phương nam xin chào nguyễn anh hello mọi người à, cái chỗ này là chúng ta đã vệ sinh như rồi nha đâu nhà mình sẽ à, giữ lại cái phần ừ. mình vừa mới uh, zoom ra một xíu rồi history quá khứ đây là cái phần uh, delete này delete này thì uh, mình sẽ giữ lại cái phần delete và chúng ta sẽ xem lại À, cái before và after nhá Thì à, Một số anh em mà khó tính Thì chúng ta sẽ Dùng cái B Và dùng cái à, Rớt Mình sẽ Rớt lại cái phần tóc Cho bạn này một chút xíu Để cho tóc nó tự nhiên nhất Cái này mình cho to lên xíu Khoảng 10 13% Nói chung là à, Nếu như mà anh em mà khó tính Quá thì anh em có thể À, dùng cái cách triệt đẻ hơn đó là chúng ta dùng cái pen cắt đi còn nếu mà anh em là không khó tính quá thì anh em à, ở đây mình sẽ dùng cái à, cái 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 chữ S nhá cái class stem tool này và chúng ta sẽ dùng cái lighten để chúng ta sẽ loại bỏ những cái phần màu đen giữ lại những cái phần màu trắng này cho cái thấm hình đeo y 419 dặn dạ, có rồi nhưng mà À, bây giờ chưa có bán rộng rãi ạ có 2420 rồi nhưng mà chưa có bán rộng rãi thực sự với mọi người là nó cũng chả khác biệt với đâu anh em dùng 2419 đi cũng được hoặc 2417 cũng được xin chào quyết nhá sau này ở đâu của em thực sự thì à, à mình à, đi chụp mình rất ít khi chọn những cái bách nó dối Đấy. À, còn nếu mà chúng ta mà không may mà bị bách nó dối như vậy thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng à, Photoshop. Đây, anh em có thể chép cái phần trên này, và anh em chống phần dưới này cho mình. À, nó sẽ không được tự nhiên đâu, bởi vì là mình bị uh, can thiệp rồi mà. Thì dĩ nhiên là cái gì được can thiệp thì nó cũng sẽ không được tự nhiên bằng cái gốc. Nhưng mà ở đây chúng ta vì đẹp nên là bắt buộc chúng ta vẫn phải can thiệp bằng những cái 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 bên cạnh. Và bây giờ phần rìa này thì anh em có thể chọn uh, cái thấp xuống khoảng 30. Bây giờ cái con đeo U2420 giờ nó bán thực sự với anh em là chưa có rộng. Chưa có rộng. Bây giờ vẫn còn hiếm hàng lắm. Kể cả 2520 cũng rất là ít. 2520 nó cũng là một con màn 2K bán rất là ok. Khá là chạy. Nói chung là về tổng quan tấm hình thì cũng khá là ok rồi Còn anh em nào mà Xin lỗi mọi người mình nhẹ thoại xíu Alo Không chưa Vào 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 Hello, hello anh em. Rồi, ờ tất chút là đến đây thì cũng khá ổn áp rồi anh em ạ. Chúng ta có thể xây nó vào và đăng lên Facebook thôi. Và mình hay đăng thì mình hay lén nó xuống. Email sai thì mình sẽ để là 2048. 2047, 2048 gì đó đi. Thì để cho tấm hình chúng ta nó mềm mại hơn xíu. Uh, mẹ mẹ mình vừa mới gọi mình đi ra khóa cổng rồi. Thôi, uh, mình sẽ hẹn anh em vào trong một cái live hôm khác nhá. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn mọi người xóa tấm hình uh, chi tiết hơn nữa. Rồi. Uh, nachu của mình đến đây là kết thúc rồi hẹn nhau trong các cái like lần sau nhé xin chào anh em